Xin chào tất cả các bạn Trên tay mình đang là, đang là chiếc AirPods Pro của Apple ra mắt uh, năm 2019 Và đây đang là chiếc tai nghe in-ear mới nhất của Apple Và nó cũng là một chiếc tai nghe thay đổi hoàn toàn về phong cách thiết kế cũng như là phong cách sử dụng uh, của Apple Thì hôm nay mình sẽ làm clip này để hướng dẫn các bạn cách uh, kết nối chiếc AirPods Pro này với điện thoại và một số những cái thao tác sử dụng chiếc AirPods Pro này nhé uh, So với phiên bản AirPods 1 và AirPods 2 thì AirPods Pro đã thay đổi hoàn toàn về cách sử dụng cũng như là cách kết nối và cách trải nghiệm về âm nhạc đó, thì uh, để kết nối được các bạn cũng sẽ làm tương tự khi uh, như khi các bạn uh, kết nối Apple 1 và Apple hai đầu tiên thì các bạn cần phải mình phải yêu cầu các bạn là bật, bật Bluetooth ở trên uh, thiết bị iPhone lên cho bạn cho cho mình nếu bạn nào kết nối với iPad cũng được và À, bật, bật Bluetooth lên là được Đối với những cái dòng Android hay tất cả các máy tính laptop Đều có thể kết nối được với chiếc AirPod này Tuy nhiên thì trong cùng hệ sinh thái của iOS, của Apple Thì chiếc AirPod này nó mới phát huy được toàn bộ cái khả năng Cũng như là những cái tính năng của nó Đó, thì ok Các bạn đã bật cho mình bật Bluetooth lên nhá Mình sẽ vào cài đặt này bật Bluetooth bật lên Sau khi các bạn bật lên rồi Thì các bạn sẽ để chiếc AirPod này Ở đây Các bạn sẽ để uh, chiếc AirPod này cạnh iPhone sau nó mở nắp lên như thế này đó. nếu đối với cái trường hợp những cái airport mà đã kết nối với thiết bị khác rồi thì các bạn cần phải bấm giữ cái nút trắng này cho mình nhé đấm giữ nút trắng đằng sau để nó chuyển sang đèn tín hiệu màu trắng như thế này là được Đó, ok à, nó sẽ hỏi ngay lập tức là chiếc airport pro như thế này các bạn có một connect hay không thì chúng ta sẽ bấm connect Đấy. các bạn thì nhìn thấy là tất cả những cái thao tác của nó rất là mượt mà ngay lập tức đấy nó sẽ hiển thị ra một số những cái gợi ý. Ở đây thì nó sẽ gợi ý cho các bạn một số những cái tính năng do AirPods Pro này thì nó đã thay đổi hoàn toàn so với AirPods 2 nên nó sẽ training à, nó sẽ hướng dẫn sơ qua cho các bạn luôn về cái tính năng. Vừa rồi là nó sẽ hiển thị là các bạn bấm cảm ứng lực vào hai cái phần đuôi của tai nghe nhá. Đó. Ở đây thì nó sẽ cho các bạn à, biết được chuyển đổi cái chế độ. Đấy, thì lát nữa mình sẽ nói sâu hơn. Giờ mình chúng ta sẽ bỏ qua cái tính năng này. Ok. Sau khi connect thành công chiếc uh, tai nghe rồi, đó thì các bạn có thể uh, Đậy lại như thế này nhá. Sau đó khi các bạn muốn uh, sử dụng nó, các bạn chỉ cần mở ra, đặt rút đưa, đưa tai nghe lên tai. Thao tác đưa lên tai thì ngay lập tức nó sẽ hiển thị lên đó các bạn thể nhìn thấy được nó biến tị biểu tượng hình tai nghe như thế này và các bạn vuốt xuống các bạn thể nhìn thấy là biểu tượng hình tai nghe đã hiển thị lên trên này rồi đó và nút âm lượng đã chuyển sang cái biểu tượng của hai chiếc Airpods Pro đó thì đấy là cái cách kết nối chiếc Airpods Pro này rất nhanh và đơn giản các bạn chỉ cần đặt lên thôi là nó sẽ tự động kết nối và khi các bạn đặt lên thì nó sẽ phát ra cái tiếng kêu uh, kết nối khi các bạn nhét vào tai nhá đó đấy là cái cách các bạn có thể connect được với uh, Uh, iPhone. Sau khi connect rồi thì nó sẽ có một số cách để các bạn có thể sử dụng và thay đổi tùy chỉnh chiếc Air, uh, AirPods này. Đó là các bạn sẽ vào cài đặt giúp mình. Sau đó ở đây trong cái mục uh, Bluetooth này, nó sẽ có cái mục uh, My Define, là My Device là AirPods Pro đây đã connect. Thì các bạn sẽ bấm vào chữ Y để cho mình nhé. Các bạn để sử dụng được các bạn cần phải connect nó. Đó là đeo lên tai để có thể tùy chỉnh được. Đấy. Ngay sau khi đeo lên tai nó sẽ hiện ra hiển thị ra những cái thông báo như thế này và các bạn sẽ bấm vào cho mình. Ok, ở đây uh, sau khi đã connect rồi nó sẽ hiển thị ra một số tùy chọn. Đầu tiên nó sẽ là tùy chọn name, các bạn có thể đổi tên được tùy ý, các bạn đổi tên thành tên gì cũng được nhá. Các bạn có thể đổi tên bất kỳ. Thứ hai là cái vòng dòng dòng tiếp theo là cái cải tiến lớn nhất và thay đổi lớn nhất của chiếc AirPods Pro này, đó là mục noise control, có nghĩa là tùy chỉnh âm thanh. Ở đây nó sẽ có ba cái mức độ mà các bạn có thể tùy chỉnh được chế độ đầu tiên là các bạn để ở chế độ ở đây chế độ đầu tiên này nó là cái chế độ mà các bạn có thể vẫn nghe được tiếng động bên ngoài tiếng âm thanh bên ngoài bình thường và vẫn nghe nhạc bình thường thì rất là hay tính năng là như thế tăng lên một cấp độ nữa đó là các bạn sẽ kích vào cái chế độ này có nghĩa là gì các bạn cần phải đeo cả hai tay nghe này lên nhá Đấy. sau đó các bạn sẽ kích hoạt cái tính năng này lên chuyển đổi sang thì ngay lập tức chiếc tai nghe của các bạn nó sẽ chuyển đổi âm thanh hoàn toàn, nó sẽ lọc hoàn toàn âm thanh ở bên ngoài và các bạn cảm giác rất là khác. Này khi hiện tại mình đang đeo trên tai nghe trên uh, trên tai đây và những gì mình đang nói nó sẽ nhỏ hơn rất là nhiều so với lúc đầu mình nói cho các bạn nghe. đó, các bạn có thể uh, chuyển đổi qua lại ba cái tính năng này. đó, mỗi lần chuyển đổi thì uh, chiếc tai nghe nó sẽ phát ra âm thanh kêu, nó sẽ tinh lên một tiếng để các bạn có thể biết được. đó, ba chế độ này nó sẽ cho chúng ta ba cái cảm giác khác nhau hoàn toàn khi các bạn nghe nhạc. Đấy là cái chế độ uh, lọc âm thanh nhá và mình muốn uh, nói cho các bạn tiếp đến thì nó sẽ có một cái mục đó là press and hold nghĩa là bấm và giữ airport ở đây thì bên trái nó sẽ có mục là Siri hay là mục uh, chuyển đổi qua lại giữa các âm thanh thì để chuyển đổi qua lại giữa các chế độ này thì các bạn sẽ bấm giữ vào phần đuôi tai nghe như thế này cho mình đây các bạn sẽ bấm bấm giữ một chút nhé đây cái phần uh, mà nó lõm này bấm giữ một chút để chuyển đổi các chế độ mình có thể uh, thực hiện cho các bạn xem nhưng khi các bạn uh, nghe nhạc ấy, thì các bạn sẽ uh, bấm giữ nó sẽ có một cái trải nghiệm và cảm nhận rõ ràng hơn và mỗi lần các bạn bấm giữ nó sẽ kêu tách một tiếng rất là nhỏ thôi rất là hay, rất là nhỏ đấy, nó như kiểu là một cái cảm ứng lực ở trên màn hình của 3D Touch của iPhone ấy kiểu kiểu tương tự như vậy ok, ở đây nó khác một chút so với bản Airpods 1 và Airpods 2 nó sẽ không có cái mục uh, Reprise này để chỉnh nách bài qua bài hay là tạm dừng đâu mà nó sẽ mặc định như sau mình sẽ giải thích luôn nó sẽ mặc định như thế này uh, khi các bạn bấm một lần nhé các bạn bấm một lần như thế này thì nó sẽ là tạm dừng nhạc và chạy nhạc đó bấm một lần tạm dừng bấm một lần nữa thì nhạc sẽ chạy hoặc khi có cuộc gọi đến các bạn bấm một lần thì nó sẽ là trả lời bấm thêm một lần nữa nó sẽ là từ chối cuộc gọi đó nếu các bạn bấm đúp hai lần như thế này đây đó bấm đúp hai lần thì nó sẽ là các bạn next bài nhé nghĩa là qua bài qua bài khác tiếp theo và các bạn bấm ba lần đó. bấm ba lần như thế thì nó sẽ gọi là um, quay lại bài trước đó tương tự như vậy thì à, nó cũng không khác gì so với cái tai nghe có dây nhé, nó sẽ không khác gì so với cái nút điều khiển trên cái tai nghe có dây này, Đấy, cũng là bấm một lần là tạm tạm dừng này, à, một lần nữa là, là là play này, hai lần là next bài và ba lần là qua bài đó, nó cũng thiết kế tương tự và bấm tương tự như vậy, các bạn có thể để ý thấy đây là hai chiếc tai nghe nó tương đồng với nhau. Ok còn một cái mục nữa mà mình muốn hướng dẫn đến các bạn đó là một cái mục gọi Siri thì các bạn chỉ cần cài đặt Siri trên điện thoại bằng câu cụ pháp là Hey Siri thôi thì khi các bạn đeo tai nghe lên các bạn chỉ cần nói Hey Siri là Siri sẽ ra và các bạn có thể ra lệnh được Ok như vậy là đó là các thao tác cơ bản nhất trên chiếc uh, tai nghe này trên cái Apple Apple Pro đó là thứ nhất các bạn uh, mình sẽ nói lại uh, các thao tác của nó nhé bấm một lần để uh, next và pause và nghe điện thoại cũng như từ chối điện thoại bấm hai lần để qua bài, bấm ba lần để quay lại bài trước và bấm giữ để chuyển đổi qua lại giữa các chế độ như là lọc âm thanh hay là khử tiếng ồn như thế này đấy, thì nó sẽ chuyển đổi qua lại được ba cái tính năng này và một câu cuối cùng đó là cú pháp Hey Siri để các bạn có thể gọi Siri và điều khiển điện thoại bằng uh, qua thông qua Siri ok, thì uh, trên đây là toàn bộ cái cách quá trình các bạn có thể uh, kết nối và sử dụng cái Apple Pro này À, một số những cái thao tác sử dụng nhanh, thao tác sử dụng linh hoạt mà nó đã mặc định sẵn rồi à, rất là hay rất thông minh. thì uh, chiếc airpods pro này tuy nhiên thiết kế của nó có thể có phần là không đẹp bằng Apple một và airpods 2 nhưng nó đã mang đến cái trải nghiệm cho mình cũng như là các bạn đảm bảo khẳng định luôn là nó khác hoàn toàn và hay hơn rất nhiều so với hai phiên bản trước airpods trước. Đó. ok à, trong playlist của mình thì đều có những cái clip khác hướng dẫn về chiếc airpods này. các bạn có thể uh, tham khảo trong playlist để tìm hiểu sâu hơn và rõ hơn về chiếc airpods pro này nhé. cảm ơn các bạn rất nhiều. chào các bạn.